xem vận hạn tử vi năm giáp thìn 2024 đối với quý bà tuổi bính thìn sinh năm 1976 xem tử vi năm 2024 của nữ mạng bính thìn cho thấy năm nay được dự báo là một năm đầy biến động và thử thách vận hạn không được thuận lợi trong cuộc sống đặc biệt là về mặt gia đạo và tình cảm tuy nhiên với sự kiên nhẫn cẩn trọng, nỗ lực, có thể đối mặt và vượt qua những khó khăn để đạt được thành công trong công việc và sự ổn định trong tài chính. Bính Thìn, Thiên Thượng TRÌ Long, tức Rồng trên trời. Tuổi năm 2024 là 49 tuổi, sinh từ ngày 31 tháng 1 năm 1976 đến ngày 17 tháng 2 năm 1977 ngũ hành bản mệnh sa trung thổ tưởng xương tưởng tinh xương con rồng tưởng tinh con trục xem tổng quan vận hạn năm giáp thìn 2024 đối với nữ mạng bính thìn sinh năm 1976 xét về ngũ hành Xem tử vi năm 2024 đối với nữ mạng Bính Thìn cho biết Người tuổi này thuộc hành thổ, gặp năm thuộc hành hỏa, tương sinh rất tốt. Năm này thuận lợi đối với chủ mệnh tuổi này, cuộc sống đưa tới những tình vui mới. Việc mua cầu liên quan tới danh vọng cũng được lợi. Bên cạnh đó, khi xuất tiền trong năm hay tiến hành mọi đầu tư trong kinh doanh đều dễ dàng và thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là một năm rất tốt cho người thuộc hành thổ khi xuất hành đi xa bởi những khó khăn nhận được hỗ trợ từ quỷ nhân. Luận về thiên can Thiên can bính, ngũ hành hỏa, gặp thiên can giáp, ngũ hành hỏa. Đây là mối quan hệ chủ về bình hoa. Năm nay, công việc có thể không được khởi sắc như kỳ vọng đối với những mong muốn của bản thân khó đạt được. Xét về năm 2024 đối với nữ mạng tính thình, cho biết thiên can năm nay có mối quan hệ tương sinh với ngũ hành của tuổi. Theo đó, đối với công việc trong năm đều nhận được những sự giúp đỡ của quỹ nhân nếu mở mang phát triển trong năm được lợi. Luận về địa chi địa Chi thân gặp năm địa Chi thân là thái tuế của bản mệnh bản thân trong năm tự hình và được coi là năm tuổi nên nữ mạng bính thân phạm thái tuế đảo tụng đinh theo đó đưa tới nhiều chuyện thị phi hơn nữa công việc kinh doanh làm ăn dễ đưa tới những thay đổi phát triển cũng như mở mang thêm Bên cạnh đó, cuộc sống đưa tới những định hướng mới. Luận về cung phi. Cung phi tuổi này là ly ngũ hành hỏa, gặp năm cung phi là trẫn ngũ hành mộc, tương ứng với mỗi quan hệ sinh khí. Đây là sao tốt nên chủ về mưu cầu công danh thuận lợi. Trong năm dễ có sự mở mang thêm cho công việc. Về ngũ hành cung phi năm mộc tương sinh cho ngũ hành hỏa của cung phi tuổi này nên nhiều khả năng công việc của bản mệnh sẽ tốt được quỹ nhân hỗ trợ trong năm công việc làm ăn kinh doanh có nhiều may mắn và gia đạo có tình vui kết luận Đối với vận hàng tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng vào năm 2024 có cuộc sống và công việc không được thuận lợi, có nhiều khó khăn và trở ngại. Gia đạo không được hòa thuận gặp nhiều muộn phiền, còn về mặt tình cảm vợ chồng thì có nguy cơ xảy ra mâu thuẫn. Năm nay, công việc không đạt được như ý và vấn đề tiền bạc cũng gặp những khó khăn xem tử vi năm giáp thìn 2024 đối với nữ mạng bính thân sinh năm 1976 luận về sao chiếu mệnh sao thái âm thái âm rực rỡ cùng hằng tháng chín tiên bạc dư ăn trẻ danh tháng 10 11 hạn hành tránh hai tháng ngày mới lành bản thân năm 2024 gặp sao thái âm chiếu mệnh nữ mạng tuổi này trở về có sự vui vẻ, điều hòa cũng như hạnh phúc. Công việc làm ăn và tiền tài được như ý nguyện. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ mạng tuổi này cần chú ý vào tháng 11 âm lịch dễ bị đau ấm. Luận về sao hàng tử vi năm 2024, đối với nữ mạng Bính Thân gặp hạn Quỳnh Tuyền tức Đại Hạn Quỳnh Tuyền hạng ngãy nặng thai, chậu khỏi tai nạn, khiển rài, ốm đau. Khuyên ngài khẩn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn, thoát phòng tai ương. Năm 2024, nữ màng sanh năm 1976 gặp hạn Quỳnh Tuyền, sức khỏe được dự báo không được tốt như ý muốn, dễ đau ẩm, thậm chí bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng Bên cạnh sức khỏe thì mưu cầu về tài lộc hay công việc đều không được tốt. Hàng tuổi bính thân nữ mạng vào năm 2024. Nữ mạng tuổi này phạm phải tam tai và thái tuế. Vận niên năm 2024, Long đắc vụ tức rồng gặp may tốt. Vận niên này tốt vì thế bản thân có cơ hội làm mưa cho thiên hạ trong năm nay. Nữ mạng về công việc to lớn đưa tới trong năm dù khó khăn. Ban đầu nhưng sao được thuận lợi. Nếu xuất hành đi xa trong năm cũng được may mắn. Về mưu cầu công danh thì có người gây khó dễ nhưng không quá lo lắng vì có quý nhân giúp đỡ. Bản thân cần lưu tâm mối quan hệ bạn mới trong năm nay. Luận về tử trụ, tử trụ có thiên hoa, địa hoa trong năm mọi việc có thể không được phát triển theo hướng tích cực luận giải lá số tử vi đối với nữ mạng bính Thình sinh năm 1976 như sau tại cùng tiểu vận có các sao quốc ẩn tuế phả thiên hư địa võng đế vượng bộ sau này công việc trong năm không được kết quả như mong đợi sức khỏe kém gặp phải những chuyện muộn phiền đau ẩm bệnh tật có thể lâu khỏi hoặc dễ thay đổi về công việc. Tại cùng xung chiếu có các sao, hoa cải, thái tuệ, thiên la, thai, bộ sao này ra ngoài gặp thị phi hoặc đưa tới những khó khăn trong cuộc sống. Tại cùng tam hợp có các sao, thiên mã, lộc tồn, bác sĩ, tiểu khách, thiên khóc, tuần, tràng sinh, dạy thân, phượng cát, tượng quân tàn môn ngộ. bộ sau này chủ về công danh sở nghiệp trong năm không được như kỳ vọng khi ra ngoài cần chuỗi xe cộ hoặc có chuyện muộn phiền trong gia đạo tiền bạc trong năm có sự tiêu pha tại cùng nhị hợp có các sao quan phủ trực phu, kình dương tuần dưỡng bộ sau này trong năm có chuyện thị phi tình cảm của bạn bè bất lợi và làm ăn liên kết cũng không được thuận. Kết luận lá số tử vi đối với nữ mạng Bính Thìn vào năm 2024 như sau. Năm nay mọi việc không tốt, tình cảm của gia đình thiếu hòa khỉ, cẩn thận chuyện buồn đưa tới. Tiên bạc trong năm cũng gặp phải những khó khăn, cần cẩn thận thị phi về đường tài chính xem vận hạn tử vi năm 2024 đối với quý ba tuổi Bính Thân sinh năm 1976 luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính Trong năm nay, lưu tâm tới tài chính không được thuận, tiền bạc kiểm ra khó khăn và cũng phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Luận về phương diện sức khỏe Sức khỏe trong năm được dự báo còn chuỗi vấn đề tài chân có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, ra ngoài đi lại xe cộ cẩn thận, bệnh về huyết áp. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, công việc làm ăn, chủ về không tốt, có thể đối mặt với những bất lợi, mưu cầu liên quan tới công việc cũng không thuận, chú ý có sự thay đổi trong năm nay. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo, phương diện này mối quan hệ của các thành viên trong gia đạo không được tốt trở về thiểu hòa khí cũng như bất lợi tình cảm trong năm cẩn thận có chuyện buồn đưa tới luận về phương diện xuất hành ngoại giao ngoại giao trong năm không tốt có thể gặp phải những bất lợi hoặc xuất hành đi xa vướng truyền thị phi sức khỏe cũng cần lưu tâm Năm 2024, nữ mạng sinh năm 1976 làm ăn hợp với các tuổi nào? Nữ mạng Bính Thân hợp làm ăn với tuổi sinh năm 1989, tuổi sinh năm 1959 và tuổi sinh năm 1981. Màu sắc hợp tuổi đối với nữ mạng Bính Thân vào năm 2024 là màu nâu và màu vàng. Màu kỷ tuổi trong năm 2024 là màu đen. Màu này trở về khó khăn cũng như có thể đem lại những bất lợi đối với bản mệnh. Hưởng tốt xuất hành vào ngày mùng 1 Tết Nên xuất hành theo hướng Đông Nam từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tính theo giờ địa phương để đón tài thân.